chào cô chú anh chị đến với kênh Bonsai Nam Bộ. Hôm nay xin giao lưu một lô phôi cần thăng. Mấy cây này đã đâm chồi sống khỏe rồi về, cô chú có thể mình trồng liền luôn. Rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị qua số điện thoại là 0829 160355. Rồi cây đầu tiên em xin giao lưu với mã số là 39 ạ. Quanh cây này là 40. Chiều cao là 44. Đường kính bầu 20. Mã số 39, cây này em xin giao lưu là 800 ngàn, em bao ship. Một lô chỉ có 1 cây duy nhất này, cây này to quá nha cô chú. Mã số 39 ạ. Số 40, cây này em xin giao lưu là 450.000, em bao ship. Mã số 40 ạ. Hoành em đo như vậy là 36. 36 ha, cây này quái nè. Chiều cao là 27. Mã số 42, cây này 350 em bao ship. Mã số 42, chốt đúng mã số mới gửi đúng cây nha cô chú. Chiều cao là 23. Mã số 44, cây này 350 em bao ship. Mã số 44.
chồi lại hết rồi nè, mới lên chồi nhỏ nhỏ rất là nhiều. Quành em đo gì là quành là 34 ở đây nha cô chú, chiều cao là 25, mã số 47, cây này 300.000 à. Mã số 47. Quành ở đây là 30, chiều cao là 30, mã số 48, cây này 300.000 em bao ship luôn. Mã số 48. Quành ở đây là 49, 49 ạ. Thân ở đây là 19, chiều cao là 35, mã số 49, cây này 450.000 em bao ship ạ. Mã số 49. Quành em đo ở đây là 33, chiều cao là 24, mã số 50, cây này 350 em bao ship. Và em xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem, mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị qua số điện thoại là 0829 160 355. Và em xin chào.